làm nó tốt độ cái này bác kia nó à trộn luôn nó chạy hư máy mà cũng biết hết tiền lệ độ rồi đây bao lo.
Chả phải là đâu, được rồi. Đèo này đèo gì à, bác hớ? Chào bác. Đèo này kêu bằng đèo gì? Đây là đường tránh đèo của Mông thôi mà. Chứ đường tránh đèo thôi chứ chưa có phải là đèo Cù Mông mà. Ờ, đèo Cù Mông rồi bác ơi. Đèo Cù Mông. Nó lên đèo Cù Mông, nó thấy đèo nó gắn vào đường tránh đàn với lại mấy cái miếu quá trời luôn. Thank you.
có mà không phải. Thank you.
đêm mùa chạy mới lạnh, tột áp xuống. Nhớ hôm đi Tây Ninh lúc bạn lần xíu tắt dìu nó còn 8-10 độ, 10V, 9V. Cái cọc phần đấy gì? Đó, nó là phần của mình mát nó không tốt. Phần cam nó, cái gram dynamo nó yếu, nó đặt đứt rồi. Đứt nó kéo không mạnh được. Quay cho cái mắt của anh rải, anh cái mắt nha. Và Hà Nội, và còn cái sập bánh này biếu đó. Có cần máy sạc pin không? Thôi quay gì con này thôi, tắt mẹ giờ. Tắt mẹ. Bấm cái nút chụp hình ấy.